Tâm mộc phù hợp với màu đen chỉ vì một câu nói của thầy phong thủy. Hôm nay mình đã sửa hết toàn bộ văn phòng của mình lại. Khi mà coi thầy thì thầy nói rằng là nếu mà cái màu cũ của mình á, màu tím á, thì nó sẽ cũng may mắn nhưng mà nó sẽ không giàu, không có tích lũy được nhiều bằng cái màu đen. Cho nên mình quyết định đã sử dụng hết toàn bộ văn phòng của mình, sẽ sửa lại hơn 80% màu đen. Làm cưới thì mà là màu đen thì có kỳ không? Công ty mình là chuyên về tổ chức sự kiện cũng như là dịch vụ trang trí cưới mà mọi người nhìn vô màu đen thì có ấy không? Thật ra thì cái đó là mình làm hoa cho khách thì mình sẽ không làm màu đen rồi, chắc chắn rồi. Nhưng mà đây là cái phong thủy trong làm mình rất là tin, bởi vì khi mà từ lúc bắt đầu làm cho tới bây giờ thì mình đều nghe theo lời của thầy phong thủy. Và khi mà năm nay thì cảm thấy nhiều khi là suy thoái kinh tế mình lại thấy khó, nhưng mà bản thân mình thấy khó thì mình lại bắt đầu lại tìm tới và mình hiểu rằng là mình nên cần phải có một sự thay đổi nào đó. Thôi kể một phần thay đổi màu sắc nhận diện luôn cũng được, cho nên quyết định là đổi lại hết toàn bộ màu đen. Và đây là quá trình đang sửa lại văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh của mình. Thật sự rằng là mình cũng không biết phải nói như thế nào, nhưng mà tin không tin đó là do tùy người, đúng không các bạn? Phong thủy là một trong những cái rất quan trọng. Ví dụ như nhìn khuôn mặt của mình thì nhiều người nói là nhìn vô tướng rất là có tướng có tài rất là phúc ABCD gì đó, nhưng mà mình không cảm nhận là như vậy. Mà cảm nhận một cái điều rất là quan trọng đó là mình là một trong những người rất là chăm chỉ và siêng năng, cho nên là mình đã làm được từ con số 0 cho tới ngày hôm nay. Nhưng mà nói gì thì nói, đôi khi nó có những cái trục trặc trong cuộc sống, mình lại tin hơn về vấn đề phong thủy. Cái này nó là một cái vấn đề tế nhị, có người tin người không, không biết bạn thì có tin không, mà riêng Tứ thì tin phong thủy lắm nha. Cho nên là thầy nói sửa là sửa liền luôn. Mình coi thầy này ở Trung Quốc. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha, cảm ơn mọi người. Mình là Simon Tứ, chuyên sẻ clip về cưới.